Bây giờ tiếp theo cái nội dung chương trình là Dương Vy sẽ lật lại cái hồ sơ mật Mỹ đã tấn công bao nhiêu quốc gia trong 3 thập niên vừa qua, có nghĩa là trong vòng hơn 30 năm vừa qua qua các đời tổng thống. Trong 3 thập niên vừa qua thì trải qua 5 đời tổng thống, nước Mỹ đã phát động hàng loạt cuộc tấn công quân sự vào các nước khác. Dưới đây ấy, là những nét tóm tắt về các cuộc tấn công với mức độ ủng hộ của cộng đồng quốc tế như thế nào. Đối với Tổng thống Ronald Reagan này, đầu tiên ấy, là vào thập niên 80 của đầu thế kỷ 20, của cuối thế kỷ 20 này, là tấn công nước đầu tiên là Lebanon năm 1982-1983. Binh sĩ Mỹ triển khai ở Lebanon trong thành phần lực lượng gìn giữ hòa bình ba quốc gia. Cùng với đó là Pháp, Tổng thống Reagan đã hạ lệnh mở cái cuộc không kích có giới hạn vào Belarus để trả đũa cho vụ đánh bom vào các trại lính làm 299 lính Mỹ và Pháp thiệt mạng. Cuộc tấn công thứ hai, Canada 1983, cuộc xâm lược khoảng 7.000 quân Mỹ cùng 300 lính trong tổng tổ chức các nước châu Mỹ OAS sau khi nổ ra các cuộc đảo chính tại quốc đảo vùng Caribe. Cuộc tấn công này bị Anh và Liên Hợp Quốc lên án nhưng nhận được sự ủng hộ của 6 quốc đảo Caribe. Nhóm đó cho rằng hành động này là chính đáng theo Hiến chương OAS đấy. Năm 1986, các trận khác không kích nhằm trừng phạt chế độ của nhà nước lãnh đạo Muammar Gaddafi sau vụ nổ tại một số sàn ở Berlin, Đức này, làm 79 lính Mỹ chết và bị thương. Cái vụ tấn công này được nước Anh nó ủng hộ. Còn Tổng thống George Bush là 1989 tấn công Panama. Cuộc xâm lược của hơn 26.000 lính Mỹ xảy ra sau khi nhà độc tài Mune Reagan tuyên chiến với các lệnh trừng phạt Mỹ đối với chính phủ Panama bị cáo buộc buôn lậu ma túy này, lính thủy đánh bộ Mỹ thiệt mạng sau ông Noriega tuyên chiến, nhưng ấy từ trước khi cuộc xâm lược bắt đầu xảy ra cơ. Còn Iraq vào năm 1989, cuộc xâm lược của hơn 26 Iraq năm 1991, cuộc xâm lược Iraq với sự tham gia 33 nước khác đã hối thúc Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc ra nghị quyết buộc Tổng thống Iraq khi đó là Saddam Hussein phải rút quân khỏi phải Kuwait. Đấy. Năm 1992, người Mỹ triển khai quân sang quốc gia châu Phi. Đó là dưới thời ông Bush, còn thời Bill Clinton là Iraq 1993, Somali 1993. Với cái cuộc tấn công của Iraq vào Iraq 1993 này này, mục đích tấn công Iraq để trả đũa một âm mưu ám sát Tổng thống George Bush vào cái thời điểm trước đấy. Còn Haiti vào 94, Mỹ triển khai nhiều cái quân tham gia sứ mệnh gìn giữ hòa bình. Đấy. Bosnia 1994 đến 1996 trong vòng 18 tháng
và các đồng minh Mỹ NATO đồng loạt mở nhiều cái đợt oanh kích. Đấy. Iraq lại tiếp tục 1996. Sudan, Afghanistan 1998. Iraq lại tiếp tục 1998, Kosovo 1999. Đến 2001, dưới thời Tổng thống George Bush này, lại tiếp tục tấn công Afghanistan. Iraq 2003, đấy, dưới thời ông Obama là Libya 2011, Pakistan 2011, Syria 2014. Ngoài ra cũng nên lưu ý về hàng trăm cái vụ tấn công đẫm máu bằng máy bay không người lái được Mỹ thực hiện nhằm vào các mục tiêu như Iraq hay là Iran, đấy, hoặc Afghanistan, Pakistan hay Yemen. Công nhận là cũng ác thật. Đến ông Donald Trump thì không có chiến tranh về vũ khí hạt nhân hay là máy bay mới biết, không dùng bằng quân sự nhưng mà lại chiến tranh thương mại. Còn đối với chính sách của CIA với Việt Nam thì nó dùng chiến tranh lạnh, chiến tranh không gian mạng thông qua đài RSA gọi tâm lý chiến. Cùng vào đó là các thành phần Facebooker, các đài phản động khác nó tham gia hùa theo đài RSA của Mỹ nó xây dựng nên, như tối hôm qua Dương Vy đã chia sẻ, vào thời năm 1950 rất là căng. Ngay cả đài bên Anh cũng tham gia vào, cũng có đài phản động. Bên Canada cũng có đài phản động. Ở bên Mỹ là nhiều nhất. Đấy là những cái thông tin mà Dương Vy tổng hợp nó chưa được đầy đủ lắm, thì các anh chị tiếp tục tổng hợp